Hi everyone! Vừa qua thì trong IELTS Speaking Part 2 có một câu hỏi rất là dễ thương. Describe a clever child you know, tức là miêu tả một em bé thông minh mà em biết. Một đề nữa cũng dễ thương không kém vừa được hỏi là talk about a time you spent with a child, là nói về một lần em ở cùng với một đứa trẻ. Thế nên hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học từ vựng và các mẫu câu để miêu tả và nói về một em bé cũng như là mọi thứ liên quan đến chủ đề em bé nhé. Đầu tiên là vô cùng đơn giản mà lại rất hiệu quả. Chúng mình cần nói em bé đó tên là gì và bao nhiêu tuổi. His or her name is... 3 chấm. He or she is how many years old? Ví dụ, I would like to talk about a very smart kid that I know. Her name is Elsa and she's 2 years old. Với mẫu câu này thì tất cả mọi việc mà chúng mình cần làm chỉ là điền vào chỗ trống cho thích hợp mà thôi. Tiếp theo thì chúng mình nói về mối quan hệ của em bé đó với mình. Ví dụ như em bé đó là em của mình, hoặc là em họ mình, hoặc là cháu, hoặc là con của nhà hàng xóm, vân vân. Thì một số từ vựng để sử dụng trong trường hợp này là she is my little sister who is 10 years younger than I am. My little sister là em gái của em. Little brother là em trai. Little cousin là em họ. Niece là cháu gái. Nephew là cháu trai. He is our neighbor's youngest son. She is our neighbor's youngest daughter. Em bé đó là con trai út hoặc là con gái út của nhà hàng xóm. Thế còn để miêu tả một em bé dễ thương thì tiếng Anh người ta thường nói là he, she is very 3 chấm. Và chúng ta có thể điền vào chỗ trống bằng các tính từ cute. Cute là dễ thương. He is very cute. Adorable. Adorable là đáng yêu. She is super adorable. Lovely. Lovely cũng là dễ thương, là đáng yêu. The little kid is so lovely. Rồi wonderful. Wonderful là tuyệt vời. My little nephew Lum is the most wonderful child I've ever known. He has a bright smile with a cute dimple. Để nói về một em bé thông minh thì chúng ta có rất là nhiều tính từ và chúng ta sẽ thử học một vài tính từ như sau. Creative. Creative là sáng tạo. My sister is very creative. She has the greatest imagination. Em gái em nó rất là sáng tạo và nó có một trí tưởng tượng rất là khủng. He has an excellent imagination and can tell a story about anything. Thằng bé nó có một trí tưởng tượng tuyệt hảo và có thể sáng tạo ra một cái câu chuyện bất kỳ về chủ đề gì. She is so good at creating things. Cụm từ to be good at doing something là giỏi làm một việc gì đó. She is good at learning a foreign language. He is good at calculating numbers. He's also a great storyteller. Em bé đó có tài kể chuyện rất là siêu. Chúng mình có thể thay cụm storyteller bằng cụm từ thích hợp để nói về tài nghệ của em bé đó. Ví dụ như là she's a great dancer because she can dance to any melody. He is very passionate about food. I think there'll come a day when he will take over my mother's kitchen. He often helps my mother to prepare dinner. Là thằng bé em thì nó rất là mê đồ ăn. Em nghĩ rằng là một ngày nào đó thì nó sẽ chiếm cả cái bếp của mẹ mất thôi. Nó thường giúp mẹ chuẩn bị cơm tối. My niece loves her arts and crafts and can spend hours playing with a cardboard box and toilet rolls. Là cháu gái của em thì nó thích nghệ thuật và đồ thủ công và nó có thể bỏ ra hàng giờ chơi với giấy bìa và các cuộn giấy toilet. He or she has an amazing memory. I'm always surprised at what he or she remembers. Là em bé này nó có trí nhớ rất là siêu và em luôn luôn là ngạc nhiên với những cái thứ mà nó có thể nhớ được. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một số những cái cụm từ sau đây để sử dụng. Someone 3 chấm. He loves books and always treats books very well. She has great attention to detail. He is so smart, never stops thinking and turning things over in his head. He is full of joy. She is full of energy and keeps herself very busy all day long. He is very friendly towards other kids. Như vậy thì khi gặp đề tài miêu tả một em bé thông minh hoặc một em bé mình đã được gặp
hoặc là một thời gian mình chơi cùng một đứa trẻ thì chúng ta nên bổ sung những cái từ vựng như trên. Ngoài ra thì đây là gợi ý của mình để bài nói của chúng ta có thể dài được 2 phút nhé. Tên của em bé này, bố mẹ em bé là ai, có quan hệ thế nào với mình, em bé đó bao nhiêu tuổi, em bé đó trông như thế nào, mình có hay gặp em bé đó không và tính cách em bé nó đáng yêu dễ thương ra làm sao, mình thường chơi gì với em bé, thì đó chính là bí quyết để mà chúng mình đánh bại những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề em bé nhé. Ngoài ra thì để học kỹ hơn về cách miêu tả vẻ bề ngoài và tính cách của một người thì mọi người nên xem lại 2 video mình đã làm về Describing People. Mình để đường link ở đây và mọi người lưu ý là có đến 2 video đấy nhé. Thêm một điều nữa là mỗi tuần thì mình có live stream từ 1 đến 2 buổi ở trên Facebook cá nhân là Vika Hương Nguyễn. Mọi người nhớ theo dõi nhé. Và cũng nhớ là phải subscribe, đăng ký theo dõi kênh IELTS How này của mình ở trên YouTube để không bị lỡ bất kỳ một video mới nào của mình. That's all for now. My name is Vika Hương Nguyễn. Thanks for watching and see you in my other videos.